Thông tin từ Ban Chỉ đạo Phòng chống Covid-19 tỉnh Bến Tre cho biết, tính đến 6 giờ sáng nay 8 tháng 8 năm 2021, Bến Tre phát hiện thêm 18 ca dương tính mới với SARS-CoV-2. Tất cả đều được phát hiện trong khu cách ly phong tỏa. Các huyện, thành phố trong tỉnh có ca nhiễm mới gồm Ba Tri, Chợ Lách, Châu Thành, Bình Đại. Cụ thể, huyện Ba Tri 6 ca, ở các xã Tân Thủy 4 ca, An Hòa Tây 2 ca. Huyện Châu Thành thêm 5 ca mắc mới, trong đó xã An Hiệp 4 ca, xã Tường Đa 1 ca, Quỹ Bình Đại phát hiện 5 ca có địa chỉ cư trú tại các xã Bình Thới và Bình Thắng. Trong đó, xã Bình Thắng phát hiện 4 ca, Bình Thới 1 ca. Quy Trà Lách ghi nhận thêm 2 ca tại hai xã Vĩnh Bình và Long Thới. Cộng dồn số ca dương tính trong toàn tỉnh là 1.091 ca. Cộng dồn số ca tử vong 17 ca. Cộng dồn số ca ra diện 313 ca.